Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến hai cái setup của hai hồ cá của mình là hai kiểu khác nhau mà mình đang thí nghiệm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, như các bạn đang thấy ở đây thì đây chính là hai hồ cá mình đang thiết kế hai kiểu sinh học khác nhau. Thì hồ này là một cái hồ mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn sẽ thấy là quen thuộc vì cái thiết kế nó rất là đơn giản. Mà mình thiết kế như sau đây. Thứ nhất là đáy nền bằng cát. Thứ hai là có đá dành cho vi sinh sống là đá nham thạch. Đó, nó có tác dụng là giữ cái độ pH ổn định và là cho nên vi sinh nó sống khá là tốt và nước nó sẽ rất là trong với cái đá nham thạch này. Và cái thứ ba nữa là một cái máy lọc vi sinh bằng cái bông này. Đó, cái này thì nó gọi là spin filter. Thì hiện nay thì là mình kết nối nó với cái đồ lọc của mình ở trên này. Đó, máy bơm thẳng xuống. Thì cái này thì rất là đơn giản, bạn nào cũng biết rồi. Và thêm một cái nữa, đó chính là mặt đáy phần trên này của mình. Đó, mình thì mình chơi những cái loại thủy sinh mà nó ở trên mặt để giúp cho cái mặt nước đó, nó đỡ bị vá và cho nó trong cái nguồn nước ở trong hồ. Như các bạn thấy không, cái hồ này nước trong như kiến luôn, xuyên qua là các bạn này, thấy không, rất là trong. Đó, hồ này thì setup được 10 ngày rồi. À, trong đây thì mình có để một em cá beta ở đây. Thì lý do mình để ở đây thì mình đang chữa trị cho em cá beta này của mình. Lý do sao mình chữa trị nó thì để mình quay gần cho các bạn xem nha. Các bạn thấy không? Đó, trên người nó, cái vảy nó rất là sơ sát và nó đã bị chảy vảy, túm đuôi và một số bệnh về bên ngoài da bị nấm nữa. Đó, đây là những em cá mà mình sau khi mình về bên Mỹ lại á, thì mà em còn cá sống sót đó của mình đó. Đó, thì mình để nó đây. Đó, đang chữa trị. Thì các bạn thấy không? Đó, nó đã phát triển khá là tốt và nó có hiện tượng khỏe lại. Lý do mình biết đó, đó chính là các bạn thấy nó tung tăng. Cái thứ hai nữa là các bạn nhìn để ý kỹ thì những cái phần đuôi, ngay cái phần vảy của nó, để nó bơi ngang qua đây cho các bạn nhìn thấy nó dễ này. Đó, phần vảy của nó thì nó vây đuôi này, nó bung đuôi là bình thường rồi. Và nó có một phần nữa đó là cái phần vây của nó mọc lại màu trắng trắng. Nếu các bạn nhìn thấy cái màu trắng trắng thì cái giống như là vảy non của nó đây nè, vảy non của nó đã mọc lại rồi. Đó, nó có dấu hiệu rất là tốt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ qua cái hồ thứ hai. Hồ thứ hai là cái hồ này đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ qua cái hồ thứ hai. Thứ hai là hồ này. Hồ này thì mình mới set up được 2 ngày. Không, chưa tới, nó mới có ngày hôm qua, 1 ngày rưỡi thôi. Nếu mà hết đêm nay mới được 2 ngày. Thì các bạn để ký hai hồ, hai cái nguồn nước khác nhau không? Thì, lý do hồ này thì vi sinh nó đã phát triển và nảy nở rồi. Nên cái nước nó rất là trong. Và cái hồ bên này ấy, thì nó mới nên vi sinh nó chưa có. Đó, thì cách thiết ấp của cái hồ này thì nó sẽ khác hồ bên này mà có một số điểm tương đồng. Thứ nhất đó là điểm tương đồng là đều có cát làm nền. Và cái thứ hai nữa đó chính là có đá lọc ở trong đó. Có nghĩa các bạn thấy không? Mấy cái viên nham thạch. Nhưng ngoài ra mình có để thêm một số những cái viên gọi là clay á. Nó gọi là cái này nó gọi là dành cho mọi người nào mà chơi khoa học. Khoa thì biết cái này là đá đất sét mà dạng viên, nhưng mà nung á, nhẹ, rất là nhẹ nè, nổi được trên mặt nước. Là mình thả cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy không, nó nổi luôn chứ nó không có chìm. Thì mình cho vô đây tại vì mình biết được một số người á mà mình quen, người ta có nói là nên xài thằng này vô trong hồ thì nó sẽ rất là tốt cho việc làm sạch nước và giữ cho được cái độ nước nó cứng, nó tốt cho cái hồ cá. Hầu như tất cả những loài cá nào cũng rất là tốt cho nó thằng này, nên mình đang thử. Và cái hồ này thì mình đã nói là mình set up theo cái kẹo như là BSA, thì giống như bây giờ người ta hay xài đó. Nó gọi là the best simple aquatic gì đó. Nó nghĩa là một cách tối giản nhất dành cho hồ cá mà mình không phải chăm sóc nhiều. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái hồ này, tại sao mình gọi là BS theo kiểu của mình. BSA này theo kiểu của mình đó, thì mình làm như thế này. Các bạn nhìn kỹ thì cái cát này nó có những cái đen đất nè. Thì đó chính là đất. Mà đất của nó là đất nền mình để dưới đây này. Các bạn mới nhìn thấy không? Mình thui này.
Đó, mà đất nền này á, thì mình đang sử dụng một loại đất nền mới hoàn toàn vô, có nghĩa là không có một chất hóa học nào trong này. Đó, đất nền tự nhiên dành cho cây trồng rất là tốt, đang thử nghiệm là làm đất đáy này. Lý do mình làm như vậy á, thì để như vậy nè, các bạn nhìn thấy kỹ thì các bạn sẽ thấy cái này. Để mình sẽ focus lên cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Đây chính là những cái hạt giống cây thủy sinh là mình mới cho nó nảy mầm. Mình mới bỏ lên được một ngày thì nó đã bung mầm ra như vậy. Đó. Thì nó sẽ có nảy mầm đâm cái chồi xuống đây. Nó hút những cái đồ ăn dinh dưỡng của nó trên đây. Bắt đầu là nó sẽ mọc dài ra. Thì nếu các bạn để ý kỹ thì ở trong đây rất là nhiều nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, rất là nhiều. Đó, nảy mầm rất là nhiều trong đây luôn, hạt giống đó. Đó. Thì cái loại này á thì nó là loại mà dành cho mặt nền á, có nghĩa là những loại thảm cỏ á, nó sẽ mọc lan hết cái cỏ luôn. Đó. Đó thì thứ nhất. Rồi, còn cái thứ hai mình để ở trong này á thì giống như cái hồ kia thì là bèo ở Việt Nam và một cái cây giống như là quẻ thông rêu mà nổi chồi á. Đó. Và thêm một điều nữa, nó khác với cái loại mà PSA mà các bạn hay thấy của những người khác hay xài á, là mình không có sử dụng cái đầu bơm mà kiểu như ở dưới đáy là nó hút lên á, mà mình chỉ đổ sụp oxy trực tiếp như vậy thôi. Đó. Thì cách này mình đang áp dụng theo một bạn mình quen biết đã hướng dẫn cho mình, và bạn đó đã thành công khá là tốt. Và mình thấy hồ của bạn đó sau khi mà các bạn setup như vậy, bạn đã hoàn toàn không thay nước mà chỉ thêm nước nữa thôi, và hồ cá của bạn lúc nào nó cũng trong và sạch giống như vậy. Đó, lúc nào cũng trong và sạch y chang như vậy hết, hoàn toàn không thay nước gì hết, chỉ có châm nước thôi, cá thì sống rất là khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao mà mình muốn setup hai hồ này để so sánh thử coi là nó sẽ tốt cho cái nào hơn và phù hợp cho mình hơn, thì sau này tương lai thì mình sẽ setup những cái dàn hồ của mình sẽ giống cái này hoặc giống cái này. Đó. Thì như các bạn đang thấy thì đây chính là hai hồ và mình đang setup và thử nghiệm cái phương pháp mới của mình. Thì mình hy vọng là cái BSA phương pháp mới này của mình đó thì nó sẽ tốt. Còn nếu không được thì mình sẽ dùng cái cũ, như cái hồ nước trong quách các bạn thấy đó. Thì cái nào nó cũng ok hết. Nhưng mà nếu được thì thằng kia nó sẽ đẹp hơn, tại vì nó sẽ vừa kim là thủy sinh và vừa kim để nuôi cá thì rất là đẹp. Đó. Rồi, thì nội dung của video ngày hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một vlog mới nhất. We'll be right back.